Đón xem Đứa cháu nhà tài phiệt lúc 21 giờ thứ hai đến thứ sáu trên Chủ đề TV. Chị Văn, chị Văn, chị Văn, chị Văn à, chị Văn, nó bị gì vậy? Chị Văn, 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 con tôi, ôi, chị Văn, chị Văn, chị Văn. Mà cứ buông con ra đi mà. Em đã nói em không làm là em không có làm. Chứng minh đi. Chị chứng minh là em làm coi. Có được không? Mẹ cảnh cáo lần cuối chị Ren. Con nói thật đi. Con nói thật đi hả? Con gái của mẹ đã lừa mẹ không biết bao nhiêu lần. Con trở thành ca sĩ quán bar mà mẹ còn đứng về phía chị ấy đường nữa hả mẹ? Đồ xấu xa. Em rất quá đáng đó. Im miệng đi. Em biết mục đích ở đây là chị đã đăng tải đoạn clip của mình lên mạng với hy vọng là được nổi tiếng hoặc là để ai đó biết tới. Một mặt vẫn ở đây giả vờ chỉ trích em trước mặt của mẹ. Sao vậy chị em rê? Không ai thích giọng quanh vàng của chị, bị nhiều lượt bỏ thích cho nên là chị trút giận lên em hả? Anh đã nhường họ một lần rồi. Nhìn đi, họ sẽ leo lên đầu chúng ta khi anh nhường họ rồi đó. Aga, đừng đợi thêm nữa. Chỉ cần anh nói không muốn những người này bước vào nhà của ba mình. Ba ơi, ba ơi, Đàm La. Sao vậy? Đàm La, có chuyện gì? Có chuyện gì vậy? Anh ta sẽ chết mất. Các người có hiểu hay không? Thả tôi ra, để cho anh ta yên đi. Thả ra, thả ra, thả tôi ra. Thì ra vậy, quá ra tài xế của cô lại quý giá tới như vậy. Chắc nó cũng được việc lắm chứ. Buông gì ra. Nói chuyện cho đàng hoàng đó được chứ. Nói chuyện cho đàng hoàng một thì chút. Thì ra, đem lại đây. Anh nghe không hiểu gì hay sao? Anh ta đang làm việc để trả nợ tiền xe cho chúng ta, anh hiểu không? Chúng ta hả? Đã đang trả cho cô trước thì có. Anh ta đó. Đưa thằng tài xế của cô đi đi. Sao con không gọi cho ba? Sao không đưa cậu ta tới bệnh viện hả? Con không biết làm gì nữa ba ơi. Con không biết. Aga, đừng quá khắt khe. Anh không nhìn thấy tình trạng của con bé sao? Trên, ăn nói cho cẩn thận. Ăn nói cẩn thận sao? Chị ấy là người nói dối, là người có bí mật và là ca sĩ ở quán bar đó mẹ. Còn con lại là người luôn bị mẹ la, có đúng vậy không hả mẹ? Đồ ngốc. Em không hiểu hay sao? Chị không những chia sẻ bí mật mà còn chia sẻ ước mơ của chị với em. Chia sẻ ước mơ mà chị không thể chia sẻ được với em trai và mẹ. Mẹ chưa bao giờ chịu nghe chị nói. Mẹ cũng chưa bao giờ lắng nghe gì chị. Nhưng em là em gái của chị. Em đã lắng nghe những gì chị nói. Chị đã tin tưởng em, thật sự hiểu được chị. Em biết tệ nhất là cái gì không? Chị tưởng em thật sự đã nghe bài hát đó của chị đó. Chị à, đã nói là em không có làm rồi mà. Xe hè, Neriman, ra ngoài sân mau lên đi. Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn à! Chị Văn! Nó bị gì vậy? Chị Văn! 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 Con tôi! Ôi! Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn! Chị Văn! Con tôi! Ôi! Chị Văn! Chị Văn!